sao thí Việt Nam Idol 2015 năm nay là có Lâm ca sĩ. À, sau khi mà tham gia học viện ngôi sao thì mặc dù đã có chỗ đứng trong lòng khán giả, nhưng mà vì cảm thấy về những cơ hội trong cái sự nghiệp và con đường theo đuổi cái đam mê của mình vẫn chưa thực sự là nhiều để mình có thể phát triển, cho nên là quyết định thi idol. Một phần là để mình được bản thân mình được trải nghiệm nhiều hơn, học nhiều hơn, phát triển mỗi ngày. Cái thứ hai đó là thực sự có một chỗ đứng ở trong lòng khán giả, không chỉ riêng là những khán giả coi học viện ngôi sao. Vì cái quy mô của chương trình idol nó lớn hơn nên là Nhi mong sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn. Và Nhi không nghĩ là mình có được sự ưu ái từ ban giám khảo, nhất là ban giám khảo Thu Minh. Tại vì thực sự thì đối với ai, ban giám khảo cũng rất là nghiêm khắc và rất là chân thành muốn dạy bảo và góp ý. Nên là Nhi không nghĩ đấy là sự ưu ái từ ban giám khảo, mà đó là một cái đó là cái sự nghiêm khắc giữa cái người thầy với người học trò của mình. Sau khi chương trình kết thúc thì Nhi nghĩ là mình sẽ tiếp tục đam mê ra sản phẩm, làm những cái gì mà mình thích với cái đam mê ca hát này. Và nếu như trong năm nay mà mọi thứ như mình mong muốn, nó kiểu như là mình cảm thấy không có duyên để phát triển nghề này, thì Nhi sẽ có một cái dự án khác, đó là phát triển cái đam mê vẽ của mình. Tại vì đó là một cái mà Nhi từ nhỏ tới lớn Nhi vẫn chưa có cái cơ hội để theo đuổi nó. Kế hoạch của Jenny sau thì Việt Nam Idol là về 2 tuần ở Philippines về gia đình của Jenny. Đúng là Nhi rất là Nhi, bản thân Nhi đã thích EDM, và nhưng mà Nhi không nghĩ là Nhi sẽ giỏi dance, nên là nếu có phải vừa nhảy vừa hát thì Nhi nghĩ là Nhi sẽ cố gắng hết mình, chứ Nhi không nghĩ đó sẽ là một cái tiết mục mà thực sự hoàn hảo và sẽ cho mọi người thấy được cái lợi thế của mình là dance, tại vì Nhi không giỏi dance lắm. Linh có chia sẻ chuyên nghiệp của Jennings. Đã có con học viện ngôi sao, nhưng mà khi tham gia idol thì áp lực rất là nhiều, tại vì chắc chắn là suy nghĩ của Nhi thì mọi người sẽ không coi Nhi là một thí sinh mới đi thi một cuộc thi nữa, nên là chắc chắn sẽ rất là nghiêm khắc với mình. Điểm khác giữa idol và học viện ngôi sao đó là quy mô cũng như là cái sự biết đến của khán giả trên cả nước. Idol nhiều hơn học viện ngôi sao rất là nhiều, và ban giám khảo ở idol nghiêm khắc hơn học viện ngôi sao. Có thời gian đầu thì Nhi rất là áp lực về lượng anti của mình ngày càng tăng, nhưng mà sau đó thì Nhi nghĩ đó là một cái khá là tốt, khi mà mình lấy đó là cái để mình, cái động lực để mình càng ngày càng tiến bộ và càng ngày càng muốn cho mọi người thấy được cái sự thay đổi của mình, một cái mục tiêu mình đặt ra để thay đổi lượng anti đó trở thành là fan của mình. Nhi nghĩ là do bản thân Nhi không cho khán giả có cơ hội để hiểu, chứ không, thật sự thì không phải là Nhi có lỗi hay là khán giả không hiểu, mà bản thân Nhi chưa để cho mọi người hiểu rằng Nhi là con người như thế nào. Asi rất là nổi tiếng, Jenny rất là thích nhất ca sĩ Việt Nam là Mỹ Thắm, hai là Chi Tu Minh, ba là Quỳnh Linh. Bún, không có bún cá, thích ăn khác ạ. Chà ca. Nhi thực sự rất thích EDM, nhưng mà Nhi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ theo đuổi dòng nhạc đó. Nhưng mà sau cái chương trình này thì Nhi sẽ cân nhắc hơn về điều đó. Nhi thấy được nhiều hơn là mất. Mình lấy lại được cái cảm xúc cho sân khấu, cũng như là mình học được rất là nhiều bài học. Năm nay đối thủ của Jenny thì idol này là Bà Duy này. Các bạn hãy chờ đợi tái hiện của Jenny nhé. Thực ra thì từ lúc mà bắt đầu thì mình cũng chả bao giờ đặt cho mình một cái mục tiêu là sẽ là nhất hay nhì,
Nhi chỉ tập trung vào việc là sau idol mình có được cái gì và mình sẽ lên được kế hoạch và làm được những gì thôi. Trăng vàng chiều nay sáng trong lòng em. Nhi không biết là Nhi có cơ hội được hát bài đó không, nhưng mà chắc là bây giờ Nhi sẽ hát tặng một đoạn gửi đến bạn ngay tại đây. Ngày xưa quả đất hình tròn, ngày nay quả đất vẫn tròn đây thôi. Kiếp người xưa cũng như nay, cuối đời nằm đã, chào đời nằm nôi. Thương nhau hạt thóc bè đôi, tính chuyện ngày trước ngày sau làm gì.